những vùng đất khó, dinh dưỡng kém, có tỷ lệ cát cao như ở khu vực miền Trung. Nên phân hữu cơ không tốt sẽ ảnh hưởng ra sao tới sự sinh trưởng của cây trồng? Đâu là giải pháp cải tạo hiệu quả cho nền đất nghèo hữu cơ này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.